Cứ vào đi. Anh cho gọi em ạ. À? Em chào anh. Cô đến rồi ạ. Công việc từ giờ đến đâu rồi? Dạ, sắp xong rồi anh cứ yên tâm. Thế thì tốt. Giờ tôi làm cái công việc ra được rồi đây. Công ty chúng ta mới đi vào hoạt động. Chưa có kỷ luật gì, mọi việc đang lộn xộn lắm. Tôi cần cậu về xây dựng cho công ty một cái quy tắc ứng xử. Vấn đề này quan trọng đấy. À, anh cứ yên tâm, em được đào tạo về lĩnh vực này rồi. Anh cứ ra ngay, em không làm anh thất vọng được. Thế thì tốt, tôi tin tưởng cậu lần này nhá. Đừng làm tôi thất vọng đấy. Là em biết rồi, em xin phép. Dạ thưa anh, em xin ký ạ. Lại ký à? Ký gì mà ký nhiều thế? Ở đâu ạ? Từ sáng giờ mà có một cái mà. Mà sao em cứ xếp ngồi đắm chiều mãi thế? Tối hôm qua cãi nhau ở nhà. Hỏi nó va vẩn, đi làm việc đi. Làm này. Ơ, sao ạ? Cậu có biết quy tắc ứng xử là gì không? À, quy tắc ứng xử là gì ạ? Đấy mà không biết, đi làm việc đi. Được rồi, cái để đấy tôi nói cho mọi người nghe.